Kính thưa, kính thưa nhà thơ Nguyễn Thị Sơn, người chủ trì cho cái cuộc họp mặt hôm nay. Thưa các anh, các chị rất là thân mến. Tôi thì được chị Sơn mời đến đây dự cái buổi ra mắt hai cái tập thơ. Thật ra tôi biết chị Sơn thì lâu lắm rồi, hồi chỉ còn rất là trẻ, rất là còn là thanh niên, còn rất là trẻ từ mấy chục năm về trước à. Và cho đến bây giờ thì có thể nói rằng cái mối quan hệ của chúng tôi cũng có lúc và cũng hơi lỏng lẻo bởi vì tôi ở xa, nhưng mà nói chung là vẫn còn gắn kết rất là chặt chẽ. Trước khi kia thì tôi làm năm 75 thì tôi làm phó bí thư của quận 10, thì chị Sơn lúc bây giờ làm ở hợp tác xã Đại Thành, cũng là một cái cơ sở sản xuất nổi tiếng của quận 10 lúc bây giờ mà cũng là của thành phố, một cái hợp tác xã cũng rất là có uy tín mà cũng là đầu tiên được thành lập. Thì tôi biết chị Sơn từ đó, và hồi đó chị Sơn thì làm thơ thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết là chị thích ca hát, cứ dân ca ba miền Trung Nam Bắc, là những cái cuộc họp hội đồng nhân dân, những cái cuộc họp của quận đó, thì thường thường đoàn thanh niên của hợp tác xã Đại Thành là phục vụ văn nghệ. Cho nên tôi gặp chị Sơn cái thời đó thì rất nhiều, nhưng mà tôi không biết chị làm thơ, tôi chỉ biết là chị ca hát là rất là trẻ trung, vui vẻ. Thì sau một thời gian thì tôi ra Hà Nội công tác, thì tôi cũng có liên hệ, không thường xuyên như hồi tôi ở quận 10, nhưng mà tôi vẫn theo dõi và vẫn biết công việc của chị Sơn làm. Từ cái chỗ ban đầu của hợp tác xã Đại Thành, sau thì phát triển kinh doanh lớn hơn, Legamex rồi mối quan hệ rộng rãi các nơi, thì cái đó thì các anh các chị biết rồi. Thì một thời gian thì có thể nói rằng cái cuộc đời của chị cũng rất là lận đận, nhưng mà cũng vượt qua được tất cả cái điều đó. Rồi sau khi mà giải phóng, sau khi mà tôi về hưu, tức là năm 2008 tôi về hưu, thì tôi lại đến gặp chị Sơn. Bởi vì lúc bây giờ thì tôi làm chủ tịch của quỹ học bổng Vừa Ái Dính, từ lúc tôi là phó chủ tịch quốc hội kìa. Nhưng bây giờ tôi làm một cách rất là lặng lẽ, bởi vì mình đã là đương chức, thành ra mình làm cái công việc xã hội thì mình cũng muốn âm thầm, tôi cũng giữ ý cho mình. Bởi vì có những người, người ta ủng hộ mình, rồi cũng có những người ủng hộ một cách thật lòng, nhưng cũng có những người ủng hộ không thật lòng, thì người ta lại nói là bôi trơn đồ này kia nọ gì đó, nó phiền phức cho người ta và cho mình nữa. Cho nên tôi cũng làm lặng lẽ thôi. Và đến khi tôi nghỉ hưu đó thì tôi mới chính thức gặp chị Sơn. Bởi vì sau khi tổng kết 10 năm thực hiện quỹ học bổng Vừa Ái Dính, thì chúng tôi nghĩ rằng cái nền đó thì đã được rồi, vững rồi. Một năm mấy ngàn suất học bổng trao cho các cháu thường xuyên. Nhưng mà tôi muốn rằng cái đầu tư cho các cháu miền núi đó, một cách cơ bản hơn, chiều sâu hơn, và có đầu tư ra tấm ra món hơn. Cho nên lúc bây giờ quỹ học bổng chúng tôi mới chủ trương là thành lập các cái dự án đầu tư chiều sâu. Thì trong những dự án đó thì có cái dự án đầu tiên, đó là dự án ươm mầm tương lai. Thì chúng tôi tìm đến chị Sơn. Tôi nghĩ rằng tôi cũng rất hiểu chị Sơn, và chị Sơn thì cũng rất là hiểu chúng tôi, với những người lãnh đạo lâu nay. Thì tôi bàn với chị Sơn là tôi muốn thí điểm thành lập một cái dự án để mà đầu tư nguồn nhân lực cho miền núi thôi. Lúc bây giờ chưa có biển đảo, miền núi, cho các em dân tộc thiểu số của miền núi cả nước mà học từ lớp 6 đến lớp 12. Đầu tư một cái nguồn lực thật sự để mà đào tạo nguồn nhân lực. Vì chúng ta vẫn nhớ đến Bác Hồ nói rằng làm cho miền núi tiến kịp miền xuôi. Cho nên là cái miền núi đó cần phải được cái sự quan tâm chăm lo. Và tôi cũng cảm nhận được rằng miền núi các em còn nhiều thiệt thòi, cần phải có cái đầu tư. Cho nên những suất học bổng mà một năm một lần của chúng tôi đó thì nó lại ít ỏi quá. Muốn đầu tư nguồn lực ra tấm, ra món, ra những con người, ra những tài năng thật sự để gìn giữ cái vùng biên cương của Tổ quốc chúng ta. Tôi mới bàn với chị Sơn. Thì cái ý kiến của tôi bàn thì chị Sơn chỉ đồng ý một cách rất là nhanh chóng. Và trường Duy Tân bây giờ trở thành là trường đầu tiên nhận 10 em học sinh làm điểm thôi, chứ cũng chưa biết là có được không nữa. Bởi vì các em nó ở miền núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, những miền núi xa xôi. Bây giờ nó vô đây rồi nó nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ sông, nhớ suối, rồi nhớ núi, nhớ đèo, thì nó đòi về lúc nào cũng không biết được, rồi không biết nó trụ như thế nào. Cho nên cũng thấy cái khó khăn trước mắt. Cho nên bàn chị Sơn đồng ý thì chúng tôi cũng chọn 10 em ở các tỉnh thành ở phía Bắc vô đây học. Thì có thể nói rằng 10 em đầu tiên đó là những cái mầm rất là mới, rất là mới mẻ. Thì đào tạo từ cái trường đầu tiên đó là trường Duy Tân. Thì sau một năm thực hiện thì chúng tôi cho rằng cái kết quả khá tốt. Các em học chịu được, quen được và phát triển được ở cái ngôi trường đầu tiên này.
và năm sau chúng tôi tiếp tục chọn thêm 10 em nữa, đó là 20 em. Thì báo các anh các chị là như vậy, có thể nói rằng cái dự án ươm mầm tương lai của chúng tôi bây giờ đó là không phải một trường Duy Tân mà nó đã thành 22 trường. Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi có 20 trường và Bình Dương một trường, Cần Thơ một trường. Và từ 10 em ban đầu của trường Duy Tân, dự án này bây giờ có 515 em. Và trong đó có 250 em đã tốt nghiệp phổ thông và đi vào đại học. Đó là một dự án khá thành công của chúng tôi, trở thành là một cái dự án tiêu biểu và đào tạo được cái nguồn nhân lực. Cho nên chúng tôi đối với chị Sơn, không trước kia là tình chị em, bây giờ là tình bạn, trở thành là tình đồng đội, tình chiến hữu, đồng hành chung trong một cái cuộc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước của chúng ta. Hôm nay thì chị Sơn chỉ ra mắt hai cái tập thơ. Sau này thì tôi mới biết là chị Sơn cũng là người hồn thơ rất là lai láng. Cho nên cứ xem cái hạnh phúc quanh ta thì chúng ta thấy rằng cái gì cũng có thể làm thơ được. Trời nắng cũng làm thơ được, trời mưa cũng làm thơ được. Rồi Covid cũng làm thơ được, khó khăn cũng làm thơ được. Và đó là vui cũng làm thơ được, sinh nhật cũng làm thơ. Cái gì chị cũng có thể ra thơ được. Một cái ly cà phê trên cửa sổ cũng ra được thơ. Thì tôi thấy là tôi phục lắm, tại vì tôi không phải là nhà thơ. Thành ra là tôi không phải là nhà thơ, cho nên nhưng mà tâm hồn thơ của chị Sơn bây giờ không có một cái chủ đề riêng, mà cái gì cũng có thể tạo ra được cái nguồn cảm hứng, chứng tỏ rằng cái sự lạc quan, cái sự yêu đời ở cái tuổi của chị Sơn không còn trẻ, nhưng mà tìm được như thế thì cũng là cái điều khó tìm. Không phải người lớn tuổi nào cũng tìm được một cái sự an tâm, an lạc và rất thanh thản với cái cuộc đời của mình, mặc dù cuộc đời cũng không bình yên đối với cô Sơn, ví dụ như thế. Cho nên tôi thấy cái điều đó là điều rất là hay mà rất là may. Và như tôi thì tôi cũng không biết làm thơ, tôi cũng không phải thuộc về cái loại, tôi thì tôi cũng yêu thơ nhưng mà tôi không có biết làm thơ và cũng không có thời gian để tâm mà làm thơ. Cho nên đọc thơ của cô Sơn thì tôi thấy rằng mình có điều cũng trải được lòng, cũng thấy được nhẹ được lòng. Mình đang bực thì mình đọc cái thơ mình thấy mình nó bớt, nghĩa là nó bớt buồn hơn, rồi nó bớt căng thẳng hơn. Thì cái đó cũng chính là cái mà cuộc sống quanh ta nó có nhiều điều lắm, điều tốt cũng có, điều không tốt cũng có, nhưng mà vẫn phải cứ lạc quan, vẫn phải sống, vẫn yên tâm, vẫn phải đi tới, bởi vì cuộc đời này không thể dừng lại được. Cho nên cái thơ của cụ Sơn mà tôi đọc thì tôi cảm nhận được cái điều đó, cho nên là cũng góp mặt và cũng làm cho mọi người cũng thấy rằng, cũng nhìn được cái cuộc sống của mình bằng nhiều chiều, nhiều cung bậc và cũng có nhiều cái cảm xúc khác nhau, nhưng mà đều là có lợi, góp phần cho người ta có cuộc sống thanh thản, bình yên và cảm thấy rằng có cái phải chấp nhận và có cái thì chúng ta phải vươn lên đi tới như thế. Trở lại cái bài thơ chúc Tết của Sơn thì hôm trước thì tôi không có thấy chưa có cái cuốn tập này, thì tôi thấy Sơn cũng có chúc Tết trong cái cuộc gặp mặt đầu năm với chúng tôi. Tôi nghe thì tôi cũng hơi chip, tại vì tôi thấy là cái bài thơ nó rất hay. Rồi sau đó thì tôi ra Hà Nội tôi họp và tôi cũng có được mời phát biểu, thành ra tôi có chuẩn bị và tôi nhớ đến cái bài thơ của Sơn. Tôi nói bây giờ nhắn cho tôi cái tin qua điện thoại, tôi mới ghi lại, tôi mới chép lại, tôi mới đọc cái bài thơ. Và tôi cũng có sự chuẩn bị thôi. Thì báo với anh, khi mà tôi, vì tôi mời ra dự 92 năm thành lập đảng, mà cái thơ của chị Sơn là cái thơ của đất nước nói chung, vừa có gia đình, vừa có xã hội, vừa có sản xuất, vừa có đầu tư, vừa có cái sự phát triển cho đất nước. Còn cái chỗ đảng này thì tôi thấy không có, cho nên tôi mới nghĩ ra bốn cái câu để mà nếu cần tôi đọc thì cho nó trọn vẹn, nghĩa là có dân, rồi có nhà nước, rồi có cuộc sống, rồi có cả cái sự lãnh đạo của đảng. Thì tôi cũng xin được đọc cái bài thơ chúc của chị Sơn với các anh chị nghe. Bài thơ đó là năm mới 2022, ban số 2. Nhưng bữa nay chúng ta họp thì tới 6 số 2 rồi, bởi vì 22 tháng 2 của năm 2022. Hôm nay thì chúng ta có tới 6 số 2, chứ không phải là 3 số 2 trong bài thơ của chị Sơn. Thì tôi xin đọc, bắt đầu đọc nha. Năm mới cân bằng ban số 2, gia đình may mắn được nhân hai, ông bà đẹp lão cần thêm khỏe, hạnh phúc vợ chồng đủ gái trai. Đó là khổ thứ nhất. Năm mới tràn đầy ba số 2, kinh doanh may mắn có lộc tài, làm ăn phát triển hơn năm trước, tích sản đầu tư lợi tương lai. Cái đó là cái khổ thứ hai. Thứ ba, năm mới mua nhiều ba số 2, tin rằng
người khó chẳng còn ai, hòa cùng thế giới công nghệ mới, thịnh vượng an khang chúc mừng ai. Thì tôi thấy cái này cũng giống lời chúc của các đồng chí lãnh đạo mình, nhà nước rồi cũng giống vậy đó, cũng mong muốn như thế thôi mà tất cả mọi người. Thì còn phần tôi thì tôi nói là tôi bổ sung để cho nó có đảng trong này nữa, bởi đảng mình cũng 92 tuổi mà cũng nhân năm nay nè, thì tôi mới thêm một cái đoạn là năm mới đảng mình tuổi 92, con đường cách mạng vẫn hăng say, noi theo gương Bác ta đi tới chủ nghĩa xã hội.